Đến dự có ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, ông Nguyễn Trí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Châu Thành. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ôn lại nghĩa cử cao đẹp khi tham gia hiến máu nhân đạo, đồng thời kêu gọi vận động nhân dân tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Với thông điệp hiến máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý, hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên, hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định, chủ trương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện. Ngay sau buổi lễ meeting, đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên hội viên đã tham gia hiến máu tình nguyện.